toán học, so sánh trong VOC. Hôm nay mình có con em VOC thật của mình đã về. Đây mình sẽ không dạy bên là sim nữa, mình dạy trên VOC thật. Chúng ta bắt đầu việc khởi động phần mềm. Tạo project mới. Chọn đường dẫn. Ok. Bye. Sao? Việc kê của mình đang bị lỗi. Bài 6 lệnh toán học, lệnh so sánh. Vâng, chúng ta tạo project mới. Mình quên, trong khi tạo tên các bạn không được dùng dấu chấm. Thay vì các hôm trước, mình sẽ cấu hình con POC mặc định. Ví dụ con CPU 1212 DCDC. Thì hôm nay mình có POC thật nên mình sẽ xài Unspecial Unspecified. Các bạn add new, tùy vào version của con POC thì các bạn sẽ chọn version cho nó. Ở đây version của mình là 4 chấm thì mình sẽ chọn 4.2. Con POC của mình mới version 4.2 thôi. Quá trình mất một chút thời gian. Các bạn sẽ thấy một con POC chưa xác định mã và version của nó. Vậy làm sao để chúng ta cấu hình được với POC thật? Nhận lại cấu hình của POC thật, đưa lên phần mềm cho kích hoạt detect. Lựa chọn các mạng của mình như mình đã hướng dẫn. Chúng ta vào các mạng của mình. Intel R như của mình là Intel Ethernet Codec 1217 i217. Ok. Chúng ta tìm kiếm thiết bị. Chúng ta có thể kiểm tra xem mình có thể tìm thấy thiết bị không bằng cách bấm nút flash. Thì con POC thật sẽ sáng đèn, nháy cả ba đèn xanh, đỏ, vàng. Đó. Nếu tắt đi nó sẽ mất. Sau khi đã tìm kiếm thấy thiết bị, các bạn chỉ việc detect. Cấu hình của POC sẽ tự động loát lên phần mềm. Đó. Do POC của mình có add new thêm một, có thêm gắn thêm một module truyền thông CM1241. Nên khi quá trình detect mình sẽ có cả mô hình truyền thông ở đây, module truyền thông ở đây. Để tiếp tục bài giảng, chúng ta sẽ vào main. Phục vụ cho việc lệnh toán học được tối ưu thì chúng ta sẽ học lệnh so sánh trước. Với lệnh so sánh, các bạn vào với lệnh so sánh, mình sẽ dạy các bạn, mình sẽ chỉ các bạn 6 lệnh so sánh cộng thêm inRate và outRate. Đó. Đầu tiên chúng ta đến với lệnh so sánh bằng. Chúng ta có thể lấy ở comparator hoặc trực
tiếp trên đây. Các bạn biết dấu bằng bằng. Đây là lệnh so sánh bằng. Chúng ta có thể cấu hình cho nó bằng các dạng dữ liệu. Ví dụ ở đây mình so sánh kiểu in trước đi. Kiểu in MW 10. Rewrite tag in. Ok. So sánh với số nào? So sánh, chúng ta có thể so sánh bằng hàng số, ví dụ 0, 1, 2, 3, 4, hoặc giá trị bất kỳ, hoặc các bạn so sánh với một kiểu dữ liệu cùng với nó. Ví dụ mình so sánh với MW, mình sẽ so sánh với số, hàng số trước, ví dụ so sánh với 10. Đầu quy cho ra quy 0.0, hoặc mình sẽ so sánh với một số nào đấy, ví dụ MW 12 so sánh với MW 14. Tất cả đều là kiểu in. Nếu các bạn viết MW mặc định nó sẽ là kiểu word. Cho ra quy 0.1. Đó. Các bạn load chương trình xuống cho VLC. Chúng ta có thể kích vào load ở trên này, hoặc kích chuột phải vào VLC download xuống. Do BOC của mình trước đã có những chương trình, chúng ta phải đè lại và xóa những chương trình cũ đã có ở trên BOC đi để ghi chương trình mới xuống cho nó. Start module. Bật chế độ giám sát. Các bạn sẽ thấy mục lệnh so sánh sẽ thể hiện hai giá trị đúng hoặc sai. Khi đúng thì đầu quy sẽ có, hay nói cách khác là điện đi qua, thông qua như một nút thường mở đóng lại. Nếu giá trị sai thì cũng như một thường đóng bị mở ra, hoặc thường mở ra nó sẽ không cho đi qua, hay nói cách khác nó sẽ sai. Mình đặt giá trị của MW 10 lên 10 đó, khi bằng thì đầu quy sẽ sáng. Nếu với đấy là so sánh với hàng số, và nếu so sánh với hai giá trị nó cũng tương tự. Mình đặt là 10. Dưới này mình cho là một số khác 10 thì phép toán của mình sẽ sai, hay trả về giá trị false. Với lại so sánh bằng, giá trị đúng chỉ trả về khi hai số bằng nhau. Đó là đối với lệnh so sánh bằng. Chúng ta chuyển sang với lệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng. Mất chương trình xuống.
khi giá trị MV kép nếu nó bằng giá trị hằng số dưới mình đặt là 10 thì phép toán sẽ trả về giá trị đúng, nó cứ là true. Còn nếu giá trị MV kép 10 nhỏ hơn 10 thì phép toán sẽ trả về giá trị false. Đối với các lệnh so sánh lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng thì nó cũng tương tự như vậy. Hiện tại mình đang so sánh kiểu in, vậy các kiểu dữ liệu khác thì sao? Các bạn chỉ việc thay đổi kiểu dữ liệu so sánh và phép toán so sánh như dưới đây. Chúng ta có rất nhiều kiểu so sánh: D-in, real, unsigned, U-in, UD-in, có rất nhiều kiểu ở đây. Đó là với các lệnh so sánh bằng, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Còn lưu ý một cái nữa, chúng ta có lệnh khác. Lệnh khác ở đây là hai dấu nhỏ hơn và lớn hơn. Lệnh khác mình sẽ so sánh với kiểu real. Giá trị của mình sẽ là MD, nhiệt MD 20 đi. Nói chương trình phân cho VOC. Vì là kiểu thực nên khi giá trị MD 20 khác giá trị 10 10.0 thì phép tính sẽ trả về giá trị true. Còn nếu MD 20 bằng 10.0 phép tính sẽ trả về giá trị false. Với lệnh toán học chúng ta sẽ có thêm hai lệnh nữa. Với lệnh so sánh chúng ta sẽ có thêm hai lệnh nữa, đó là lệnh in rate và out rate. Thì in rate là gì? In rate đầu quy sẽ lên trả về giá trị đúng hay lên 1 khi giá trị va thuộc vào khoảng từ min đến max. Mình sẽ test cho các bạn thấy quy 0.0. Giá trị min mình để là 10, giá trị max mình để 100. Nó đang báo lỗi vì các bạn chưa chọn kiểu dữ liệu cho nó. Ví dụ ở đây mình để MV kép 10 như kiểu in vừa nãy mình. Đó, nó sẽ hết lỗi. Các bạn nói tần trình cho VOC. Nếu giá trị va thuộc vào khoảng từ min đến max thì in rate sẽ trả về giá trị đúng. Còn nếu ngoài khoảng min max thì in rate sẽ trả về giá trị sai. Đây, mình sẽ đặt lại giá trị va lên 10. Đó, in rate trả về giá trị đúng. Hoặc đặt 100 vẫn đúng. Nhưng nếu chúng ta cho khoảng ngoài khoảng lớn hơn bằng 10 và nhỏ hơn bằng 1.000 như mình đã đặt thì in rate sẽ trả về giá trị false, hay nói cái khác đầu quy sẽ về 0. Mình đặt là 2.000. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lệnh out rate. Out rate là gì? Thì out rate sẽ ngược lại với in rate. In rate thì chúng ta sẽ cho thuộc giá trị khoảng từ min đến max thì sẽ trả về giá trị true. Còn out rate nó ngược lại, ngoài khoảng min đến max thì sẽ trả về giá trị đúng, còn trong khoảng từ min đến max sẽ trả về giá trị sai hay là false. Min mình sẽ đặt là 10 như trên, max mình cũng sẽ đặt là 1.000. Giá trị và mình đặt MV kép 100. Đổi lại kiểu giá trị kiểu in
Q0.1. Loát từng tính cho POC. Thì average giá trị MW của mình đang là 0, MW 100 đang là 0. Thì nó nằm ngoài khoảng từ min đến max. Đó. Thì average sẽ trả về giá trị đúng. Mình thay đổi giá trị MW 100. Thay đổi lên 10. Outlet sẽ trả về giá trị sai. Vô. Hoặc 1.000. Nằm trong khoảng 500. Tất cả đều sai. Và khi mình cho ngoài khoảng từ min đến max thì outlet sẽ trả về giá trị true. Ví dụ mình cho là 9. Đó. Đó là về lệnh in rate, out rate và các lệnh so sánh. Còn các kiểu dữ liệu chúng ta có thể hoàn toàn có thể thay đổi. Đối với 1002 hoặc các dòng cao cấp có thể lập trình trong tia thì chúng ta có thể thay đổi được kiểu dữ liệu như thế này. Còn đối với dòng 300 và step thì chúng ta nó sẽ có từng khối, từng dữ liệu. In sẽ có một khối riêng, real một khối riêng. Đó là các bài về lệnh so sánh của mình. Còn về lệnh chuyển lệnh toán học thì mình sẽ dạy vào một bài khác. Mong các bạn chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị, tất cả các bạn.